Được thiên nhiên ban tặng cho nhiều lợi thế về nguồn dược liệu phong phú, Việt Nam là một trong số ít quốc gia phát triển ngành y dược thiên nhiên, trong đó nổi bật là thảo mộc đinh lăng. Thái Thượng Lãn Ông đã ví cây đinh lăng là nhân sâm của người Việt bởi những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của nó có thể sánh ngang với sâm ngọc linh hay nhân sâm Hàn Quốc. Thì phải nói thẳng một điều đó là bổ cả khí và bổ huyết theo lý luận của Đông y. Trong đinh lăng nó có 8 cái saponin đảm bảo được bền thành mạch và ngừa được tăng huyết áp. Ngoài ra nó có B1, nó có B2, nó có B6 và vitamin C. Cái nhân sâm nó chỉ có 12 cái axit amin thôi, mà cái đinh lăng có tới 20 thì nó hơn tới 8. Là một trong những doanh nghiệp trẻ, công ty cổ phần nông nghiệp Thiên Đường là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ cây đinh lăng như trà túi lọc đinh lăng, nước uống đóng chai đinh lăng, rượu sâm, cao đinh lăng đóng gối và gối đinh lăng. Nhờ việc tận dụng lợi thế là vùng trồng dược liệu rộng lớn với 1.000 hectare trồng đinh lăng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, các sản phẩm của Thiên Đường luôn đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, luôn đổi mới và áp dụng những dây chuyền sản xuất tiên tiến hiện đại bằng sự kế thừa và phát huy những giá trị cao nhất của y dược Việt Nam. Công ty cổ phần Thiên Đường tiếp tục thực hiện mục tiêu trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam về nuôi trồng, sản xuất và kinh doanh dược phẩm từ cây đinh lăng, cung cấp những sản phẩm an toàn, hiệu quả và chất lượng cao cho người tiêu dùng. Nhân dịp xuân mới, công ty Thiên Đường xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý bà con đã cùng đồng hành cùng công ty Thiên Đường trồng ra những cái vùng nguyên liệu sạch. Cảm ơn toàn thể tất cả các đại lý, các bộ địa phương, các nơi đã ủng hộ Thiên Đường trong suốt hơn 8 năm qua. Nhân dịp năm mới, Thiên Đường kính chúc các vị thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Sâm đinh lăng Thiên Đường, nhân sâm của người Việt.